Ngày 27 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về kiểm điểm đánh giá tình hình đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy kết quả giải ngân 10 tháng năm 2023 của cả nước là hơn 389.000 tỷ đồng, đạt 55,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, giải ngân 11 tháng của cả nước khoảng 461.000 tỷ đồng, đạt 65,1%, cao hơn cùng kỳ 58,33% và số tuyệt đối cao hơn gần 123.000 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ bên cạnh những kết quả đã đạt được, có 21 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 30 trên 63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 16.200 tỷ đồng. Có 43 bộ cơ quan trung ương và 28 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Đến hết tháng 11, bình quân các bộ cơ quan địa phương chỉ đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 44%, thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước 65,1%. Trong đó 15 bộ cơ quan trung ương chỉ giải ngân được dưới 15%, 8 địa phương giải ngân dưới 50%. Chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc niên độ ngân sách nhà nước năm 2023, trong khi khối lượng giải ngân còn khá lớn, còn khoảng 247.000 tỷ đồng. Thủ tướng đề nghị quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023.